Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Vậy là một năm cũng chuẩn bị đã hết. Bây giờ là đang chuẩn bị sắp tới Noel. Thì hiện tại ở cửa hàng của mình đang rất là bề bộn. Và các bạn cũng đang chuẩn bị hàng hóa để giao cho một bên đại lý của Linh Kiện Store. Đó. Thì hiện tại bên mình là chuyên cung cấp loa kéo sỉ và lẻ luôn. Nên là bạn nào mà muốn làm đại lý thì cứ việc liên hệ với mình. Thì bên mình là bao gồm những tất cả những cái mẫu loa kẹo kéo từ giá rẻ cho đến cao cấp. Nên là bạn nào mà muốn tham khảo thì các bạn có thể lên website linhkienstore.vn để chúng ta cùng tham khảo thêm. Thì ở video lần này mình xin thanh lý với các bạn một mẫu loa cực kỳ là khủng của hãng Agnos Sonca Media, chính là Beatbox. Thì mẫu này là mẫu 4 tấc đôi, công suất là khoảng 1000W, gỗ hai lớp, rất là dày ha. Đây là mặt lưới. Thì cái lý do để mình thanh lý cái loa này là có một vị khách đã bán lại cho bên mình. Thì cái loa này là do bên mình bán ra, nhưng mà khách đã mua bên mình, xong rồi khách bị vì một số lý do gì đó mình không tiện để nói, thì khách đã đến bên mình để bán lại và bên mình cũng thu mua lại luôn. Đó, thì theo như mình nhìn sơ thì nãy giờ là mẫu này mình đánh giá là khoảng còn 97-98% về ngoại hình. Còn về chất lượng âm thanh thì các bạn khỏi phải bàn, Agnos Beatbox này là âm thanh là số 1. Với cái loa thùng gỗ như vậy nữa thì mình nghĩ là đảm bảo anh em sẽ hoàn toàn yên tâm. Thì đây là cái bo mạch ha. Đó, thì ở đây là số điện thoại của tổng đài của Sonca Media. Đó, thì đây các bạn thấy ha, có tên của công ty và mua đồ này là KB62 như nãy mình có nói ha. Đó, thì cái KB62 này là đời sau của KB61, thì nó sẽ được cải tiến nhiều hơn về phần âm thanh. Đó, còn dưới đây là dàn chỉnh của loa, còn đây là các phím điều khiển, nút nguồn, cầu chì, còn bên đây là cái lỗ phát hơi cho cái bo mạch. Rồi, thì cái loa này nó có 4 bánh xe ở phía dưới, cực kỳ là tiện lợi khi mà anh em có thể di chuyển ở mọi vị trí. Con này nó cao chắc cũng khoảng cỡ 1m1 đến 1m2 á, rất là to, tại vì loa này là loa khủng mà, loa kéo khủng mà. Thì nhân dịp cuối năm, cũng sắp hết năm rồi, chuẩn bị qua năm mới, thì mình thanh lý với cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bạn. Nếu như các bạn mua cái loa này mới 100% trong thùng bên Linh Kiện Store luôn thì giá là 9.800.000. Nhưng khi các bạn mua ở video clip này mình sẽ giảm hẳn 1.800.000, chỉ còn 8 triệu với một cái mẫu KB62 đời mới nhất hiện tại bây giờ luôn nha các bạn. Đó, ngoại hình 97-98%, còn bảo hành luôn nha các bạn. Thì bên mình sẽ bảo hành cho các bạn là 6 tháng. Đó, thì bộ phụ kiện là đầy đủ ha. Bộ phụ kiện là bao gồm cái USB 16GB nè, tích hợp sẵn 30.000 bài hát. Cái mẫu này thì chúng ta có thể gắn cái cáp HDMI truyền thẳng hình ảnh lên TV luôn, chúng ta không cần phải xài điện thoại. Còn nếu mà bạn nào mà thích xài điện thoại thì chúng ta cứ việc kết nối rồi tải cái phần mềm Sonca Media về rồi chúng ta sử dụng. Cái này là remote để chúng ta điều khiển phần mềm ha. Rồi, còn cái remote này là chúng ta sử dụng USB hoặc là thẻ nhớ để chúng ta điều khiển. Còn đây là hai cái micro và nó sẽ có một cái cổng sạc nữa, cái dây sạc á, nhưng mà mình không có để ở trên đây. Đó, thì khi mà các bạn ghé địa chỉ thì cái loa này hiện tại đang ở địa chỉ là 15 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình. Đó, nên là khi các bạn ghé thì bên mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cách kết nối và cách đấu cái loa lên TV. Đó. Rồi, thì bây giờ trước tiên mình sẽ test nhạc cho các bạn nghe trước, rồi mình sẽ hát karaoke. Thì trước khi chỉnh nhạc thì mình sẽ chỉnh một xíu về phần âm thanh, bass chip. Ok. Vì lý do là loa này là loa khủng nên là mình chỉnh vừa phải thôi. Tại vì trong cái không gian cửa hàng của mình nó cũng khá là bé, mình mà mở lớn quá thì các bạn nhân viên sẽ bị chói tai.
Rồi bây giờ mình sẽ test một bản nhạc ha. Để bây giờ mình sẽ kết nối với cái điện thoại của mình đây. Rồi các bạn đợi mình tí xíu nha. Đang bật Bluetooth. Đó, Bluetooth là Atmos Karaoke nha các bạn. Bấm vô. Khi mà các bạn kết nối thì cái loa nó sẽ phát ra âm thanh. Đã kết nối Bluetooth. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ test nhạc đi. Mình sẽ kiếm một bản nhạc remix đi ha. Rồi ok, anh em đợi mình một tí xíu ha. Để mình kiếm nhạc. Đây, thì quay cho anh em coi ha. Khách sĩ mỗi lần đặt loa là mình phải chở cả một xe ba gác. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại test nhạc cho anh em nghe. Mình chỉ test một đoạn nhạc thôi, thì anh em nghe âm thanh qua đây nó chưa thực sự là đã đâu. Nên là anh em cứ ghé trực tiếp cửa hàng của mình để test trực tiếp sản phẩm luôn, thì khi đó anh em sẽ cảm nhận dễ hơn nha. Bây giờ thì mình sẽ nhờ một bạn nhân viên hát karaoke thử cho các bạn cùng thưởng thức nha. Châu anh vì sao em bỗng ra đi? Đành nói cho anh những điều từ lâu em giấu. Dẫu anh có lỗi lầm, không có em anh sống sao? Anh dường tan một ngày như đã trôi xa.
bây giờ còn đâu nguyên thơ. Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Và bầu trời đêm tan sóng to xa, chỉ dành cho một tình anh dành cho em. Có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa lần cho trời nhau, lần nói ngày đầu làm sao làm quên. Em có biết rằng lòng anh mãi đua trai. Mình cũng vừa nhờ một bạn hát thử một ca khúc cho các bạn nghe. Thì nếu như các bạn nào muốn hát trực tiếp thì các bạn hãy ghé địa chỉ là 15 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình. Thì mình sẽ để cái địa chỉ và kèm cái link sản phẩm ở phía dưới cho các bạn cùng tham khảo ha. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nhé.